Kệ bài kinh Pháp Cú số 126. Chạp pha mê kê bàn chạm tí Ni ra dân ba ba cầm mi nô Sắc găng su ga ti nô cha dàn tí Ba ri ni ban ti a ti an na sa wa Yap pa me ke ban chan ti Ni ra yang ba ba kam mi no Sắc găng su ga ni rô yán tí Bà ri ni bán tí an na sa wa Một số kinh bào thai Kẻ ác sinh địa ngục Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Gặp pha mê kê ốc bàn chàn tí, nhị ra văn ba ba cầm mi nô. Sắc găng su ga ti nô yán ti Bà ri nip man ti an na sa wa Nhiều kẻ sanh thú thai bào Bốn đường đau khổ đón chào ác nhân Người lành thiên giới du nhàn Còn người vô nhiễm niết bàn tỉnh cư Và phổ thân thì của Hòa Thượng Giới Đức Và Tự Yên đã kể xong Và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Ánh Minh Và kính mời chị Dạ, sa thứ lành thầy Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Phần Thà Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 126. Gấp phá mê kê út bát chằn tí ni ra dằn bà ba cầm ni nù. Sắc gần su ga ti nô dành tí pa ri nít bành tí a na ta hòa gặp pa mê kê ụt bát chan tí ni ra dằn ba ba cầm ni nô Sắc gần su ga ti nô dành tí pa ri nít bành tí a na ta hòa Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn, bản dịch của Hòa Thượng Châu. Gặp phá mê kê ụt ba chan tì, mì ra văn ba ba cầm ni nụ, tăng găng su ga ti nô danh tì, ba vi niết bàn ti a na sa quà. Gấp phá mê kê ức phá chàn tí ni ra dằn bà ba cầm ni nô sát gần su ga ti nô chàn tí pa ri nít bành ti a na sa quà
Nhiều kẻ sanh thú thai tàu, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới như nền, còn người nhiễm niết bàn tỉnh cư. Cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh đã trả lời xong, em mến mời chị Đặng Băng tiếp theo ạ. Sa thú Sis Ái Minh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sự tuệ nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 126. Gặp pha mê kê úp bách tràn tí ni ra dần bà ba cầm mi nồ xuống gát tí nồ dần tí ba ri nít bàn tí a nà sa hòa gấp pha mê kê úp bách tràn tí ni ra dần bà ba cầm mi nồ sắc gần xuống gát tí nồ dần tí ba ri nít bàn tí a nà sa hòa gấp pha mê kê úp bày tràn tí ni ra dần bà ba cầm mi nô sát gần sủ ga tí nô dành tí ba ri ni bàn tí a na sa hòa một số sinh bào thai kẻ ác sinh địa ngục người thiện lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu gấp pha mê kê úp bày tràn tí ni ra dần bà ba cầm mi nô sắc gần xú ga ti nô dần tí ba ri ni bàn ti a na sa hòa nhiều kẻ sinh thú thai bào bốn đường đau khổ đón chào ác nhân người lành thiên giới du nhàn còn người vô nhiễm niết bàn tỉnh cư bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời sếp số khá anh đúc khá. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình, cô Tôn Đức, cô Ánh Minh, cô Giảng Đông cho con những tín hiệu. Cảm ơn cô Giảng Đồng. Nam mô Bổn Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, ơn đức Sáu Pháp, ơn đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại tuệ nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 126. Gappa me ke uppacchan tinizza rằng ta bác cầm minu rằng su gati nu rằng ti parin nip bản ti ala gappa me ke upp phát tín lý ra rằng bà ba cầm minu sắc rằng sugatino rằng tipazili panti ala sawa gapame ke up phát chan tín lý ra rằng bà ba cầm minu sắc rằng sugatino rằng tipazili panti ala sawa một số sinh bào thai kẻ ác sinh địa ngục người thiện nên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Nam mô Bổn Tha Giá. Dạ, con mời cô Nhật Bình nick ạ. Dạ, sa thú, sa thú sư khá anh đức khá. Dạ, cảm ơn Minh Pháp Thanh Á cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Pháp? Trong Pháp có nghe được âm thanh Nhật
Quỳnh không? Có thể cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, chờ đợi thăm pháp trở lại. Do Nhật Quỳnh đã con xin được ôn bài pháp của kinh số 126 trước. Dạ, trong khi chờ đợi thăm pháp. Gặp pháp mê kết úp bàn chàn tini ra dàng bà ba cầm mi nô sạc gần sư gắt tình chàn tí ba ni ni bàn tí an na sa hoa gặp pha mê kê ức ba chàn tini ra dàng bà ba cầm mi nô sạc gần sạc gần sư bát sư gắt tí nô dàn tí ba ni ni bàn tí an na sa hoa. Tâm báo pháp chuẩn bị xong chưa? Gặp pha mẹ kề ấp ba chàn ti ni ra dằng bà ba cầm mi nô sạc gần sư ga ti nô dành ti ba ni bàn ti an na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Tông. Gặp pha mê kê ụp ban chan ti đi ra văn ba bà cam mi nô văn su ga ti nô văn ti ba đi nip ban ti an a sa ma. Gặp pha mê kê ụp ban chan ti đi ra văn ba bà cam mi nô sạc văn u sa sập găng su ga tị nô dành tí ba di nam ban tí a na sa hoa. Như vẻ sinh thú thai bào bốn đường đau khổ đón chào ác nhân, người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tịnh cư. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng bàn tay tâm pháp đâu sư Minh Mẫn chưa vào, mời bàn tay tâm pháp nghe. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Dạ con, dạo này con cầm mít sao khó quá, không biết sao nè. Dạ con thành kính lãnh đệ cho thượng đức tăng, con thành kính lãnh đệ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính lãnh đệ con thành kính lãnh đệ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ đại diện, con kính chào quý đạo tràng. Dạ con kính kiểm tra sức Nhật Quỳnh, cô Rằng Đông, sức Hoa Việt, chào biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 126. Gáp phá mê kê ốc bát chàn tí ni ra chàng bà bác cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dàn ti ba ri nếp bàn ti an na sa hoa. Gáp ba mê kê ức bát chàn ti ni ra dàn bà bác cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dàn tê ba ri ni bàn tê a na sa hoa. Một số sinh vào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiều kẻ sanh thú thai bào bốn đường đau khổ đón chào ác nhân, người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tịnh cư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính cái mít đại đạo tràng Nam Mô Bụt Tha. Dạ con xin xuống mít.
Sa thú, kính cảm ơn Đạo Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào tràng và cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Xích Đàm Đông ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô Tự Duyên có trước máy không cô? Cô Tự Duyên có trước máy cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, sa thú cô Tự Duyên cho Nhật Quỳnh 30 giây nha. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đệ đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 126. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trần Đạo Vinh Vách Thanh Á, cô nghe Pháp, cô tu nữ Tị Duyên, cô ấy Minh, Xích Trần Đông, Sư Khá Anh, Đức Khá và Tâm Pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, Nhật Quỳnh vừa điện thoại với thầy Đức Minh Mẫn xong, máy của sư vào hơi chậm nên Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tị Duyên thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư à. Nam mô Bụt Tha Giá, trước khi chúng ta được học bài Pháp Quốc Kinh số 127. Dạ, để Đức Minh Mẫn, dạ con xin sám hối đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, dạ kính mời cô Tị Duyên và cô Tị Duyên thỉnh Pháp Sư xong, nếu thấy Đại Đức Minh Mẫn vào thì cô thỉnh Đại Đức Minh Mẫn giùm Nhật Quỳnh nha. Khỏi giao mít cho Nhật Quỳnh. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tích và Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ kính mời cô ạ. Dạ sa thú lành thai. Dạ kính cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Là một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà cô tu nữ. Và giờ này là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng cùng Tự Duyên cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vân ngậm ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy kính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích năng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, tám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chung đi, tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Tự Duyên đã vừa cung thỉnh Pháp Sư xong. Bây giờ con đã thấy Đại Đức Minh Mẫn mới vừa vào room. Dạ, con kính cung thỉnh. Hồi nãy Xích Quỳnh có nói rằng là con cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn để từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Và con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Nhẫn. Và con xin xin đức.
Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân cô tu nữ Tuệ. Cái bell talk hồi trước đó, xin thưa quý vị, khi mà người cầm mic mới vừa buông mic xuống một cái đó, thì người cầm mic sẽ sắp ở trên. Đó là lúc đó mình nhìn lên cái là mình biết ai mới vừa buông mic tiền à. Còn cái bell talk này đó là mình không có biết điều đó. Nếu mà mình không có chú mình nhớ đó là mình không có biết. À, quý vị nghe nhỏ nữa ha. Đó, thành ra chúng tôi nhớ đó là à, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, dạ kính tri ân cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính nghe hơi nhỏ, vậy chúng tôi đợi. Bây giờ đợi chúng tôi chút xíu, chúng tôi chỉnh cái mic lên. Đó, nghe ok rồi. Dạ, yeah, nghe ok rồi. Yeah, kính tri ân cô tu nữ Tuệ Duyên, xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 127. Ở trong câu kệ này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng, tiếp theo chúng ta học về duyên sự. Và thứ 3 chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 127 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Na an ta lik khe na sa mut da ma che. Na an ta lik khe na sa mut da ma che. Đoạn thứ hai: Na pa pa ta nang wi ga wi wa rang pa wi sa. Na pa pa ta nang wi wa rang pa wi sa. Đoạn thứ ba: Na wi cha ti so cha ga pip pa de so. Na wi cha ti so cha ga pip pa de so. Đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Ya thi to mu chay ya pa pa cam ma. Ya thi to mu chay ya pa pa cam ma. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Mà thật sự ra thì chúng ta thấy chỉ có 3 từ thôi, bởi vì 2 từ giống nhau. Na ná. Ná là một phủ định từ, có nghĩa là không. Không hay là không phải. Antalikhe. Từ thứ hai Antalikhe, Antalikha chia theo cách thứ 7. Cách thứ 7 thành ra nó có cái hình thức là E. Antalikha có nghĩa là
bầu trời hay là không trung, bầu trời hay là không trung, mà ê tức là trên bầu trời hay là trên không trung. Từ thứ ba, Samudramache. Samudramache đây là một hợp từ chúng ta tách ra, Samudra cộng là Mache. Samudra là biển, biển cả. Còn Macha, Macha là giữa, tiếng Tàu dịch đó là trung. Macha nghĩa là giữa, trung đạo. Nên hợp từ Samudramache có nghĩa là giữa biển, ở giữa biển, hay là ở giữa biển khơi. Đoạn thứ hai, chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, Papatanang. Papatanang là papata mà chia theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu số nhiều. Ở đây chúng ta hiểu là thứ sáu. Papata, papata có nghĩa là núi, đồi núi. Papata có nghĩa là đồi núi. Rồi từ thứ hai. Từ thứ hai quý quá răng, quý quá răng, quý quá ra chia theo đối cách quý, thành ra quý quá răng. Quý quá răng có nghĩa là cái hang hay là cái khe ở trong núi, hang hay hang hay là khe ở trong núi. Pa quý xa đây là một cái động từ bất biến quá khứ của động từ pawisati. Pawisati có nghĩa là đi vào hay là đi vô trong. Mà bất biến quá khứ phân từ đó nó có cái nghĩa quá khứ. Cho nên là pawisa có nghĩa là sau khi vào hay là vào trong rồi. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, Wichati. Wichati, Wichati đây là một cái động từ có nghĩa là còn tồn tại, còn tồn tại hay là còn thấy được. Còn tồn tại hay là còn thấy được. Từ tiếp theo, so. Chữ so ở đây đó là nó là một đài tự chỉ định, nhưng mà trong trường hợp này nó là tính từ bổ nghĩa cho cái từ ấn sau của sinh tôi chagaritip padeso. Thành ra chữ so này chúng ta dịch ra là ấy hay là đó. Rồi từ cuối cùng, chagaritip padeso, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, Chagati, tổng gọi là Padesa. Chagati có nghĩa là quả địa cầu hay là trái đất. Padesa, Padesa là một địa phương hay là một cái khu vực nào đó. Một địa phương hay một khu vực.
Đoạn cuối cùng. Địa phương, khu vực là một chỗ. Một chỗ. Rồi đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, dắt thiết thiết tô, đây là một hợp từ. Chúng ta tách ra dắt thá cộng với là thiết tô. Thiết tô đây là một cái quá khứ phân từ. Chỉ sự hay là chỉ người cũng được. Dắt thá là trạng từ. Dắt thá có nghĩa là nơi nào, ở đâu. Ở trong trường hợp này đó, mình dịch ra là chỗ đó, chỗ ấy. Chỗ đó, chỗ ấy. Thì chỗ đó, chỗ ấy ở đây đó, mình hiểu đó là giữa biển khơi nè. Rồi một cái chỗ nào trên quả đất nè. Rồi ở trên không trung. Đó là chỗ đó, chỗ ấy là vậy. Thí tô. Thí tô tức là đứng hay là trú hay là trụ. Đứng, trú, trụ. Từ tiếp theo, mút chay giá. Mút chay giá là mút chay giá tí. Xin lỗi, mút chay tí. Mút chay tí. Mút chay tí là một cái động từ. Có nghĩa là giải thoát hay là thoát khỏi. Mà mút chay giá là chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít của cái động từ mút chay tí. Từ cuối cùng, pa pa cam ma. Pa pa là ác, xấu. Cam ma là nghiệp hay là việc làm. Pa pa cam ma là nghiệp ác hay là nghiệp xấu. Chữ A ở đây là chia theo cách thứ năm. Là mình dịch từ việc ác hay là từ nghiệp ác. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Mà chúng tôi thấy cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đó, xin thưa quý vị. Bản dịch văn kệ thơ 5 chữ đó. Ngài dịch nghe rất là hay rồi. Dạ thì thôi, thành ra chúng tôi xin được không có dịch văn xuôi. Giữ lại cái bản dịch văn kệ thơ 5 chữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ngài dịch là không trên trời giữa biển, không lánh vào đập núi, không chỗ nào trên đời. Trên đời ở đây mình hiểu là trên cái quả đất này á, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Chúng tôi thấy cái bản dịch này rất là hay, rất là sát với văn Bali rồi, thành ra thôi chúng tôi xin được không có dịch văn xuôi. Kính tri ân sư trai, mình đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 127. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivadhemi. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namathuratanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này.
Chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ này cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 127. Câu kệ này nằm trong phẩm Pa Pa Quát Cá, phẩm Ma Ác, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến ba nhóm tỳ kheo. Chúng ta biết vào thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại tiền, thì chư Tăng Ni đi xuất gia theo Ngài rất là đông. Và không phải xuất gia xong thì đều ở tại chùa Kỳ Viên với Ngài, mà xuất gia xong các ngài đi hành đạo các nơi tứ xứ. Và đến khi mãn mùa án cư kiết hạ thì thường đó, chư tăng sẽ về Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, để trình pháp lên Ngài, trình cái sự thành tựu lên cho Ngài. Để hoặc là Ngài sẽ xác chứng, hoặc là nếu thấy sai thì Ngài sẽ cho một vài cái gợi ý. Rồi từ cái gợi ý đó, chư Tăng Ni sẽ tiếp tục vân du để thực hành xong môn pháp tiếp. Thì lúc bấy giờ có ba nhóm tỳ kheo trên đường về chùa Kỳ Viên yết kiến Đức Thế Tôn. Lúc đó có một nhóm trên đường đi về thì được dân làng thỉnh vào mời các ngài dùng thức ăn. Rồi xin được nghe pháp từ nơi các ngài. Thì khi mà chư tăng đang ngồi nghỉ ngơi để thọ bát, thì trong số những dân làng người ta tập hợp là người ta nấu nước. Thì có một phụ nữ đang nấu cơm ở trong nhà bếp. Bây giờ không có cẩn thận làm cho phát cháy, thì một cái cụm rơm nó vì tiếng nổ cho nên nó bay lên trên trời. Thì lúc bấy giờ có một cái con quạ đang bay ngang qua gần đó, và nói theo kiểu của người Việt mình đó, thì là không may hay là xui cho cái con quạ đó, cho nên một cái cụm lửa rơm đó mới vướng vào trong cái cổ của con quạ. Từ đó mà khiến cho cái con quạ đó bị chết cháy, rồi rớt xuống dân làng. Các tỳ kheo thấy vậy đó, cho nên nó mới khởi lên cái kinh cảm: ôi tội nghiệp thay, các đạo hữu hãy coi đó, cái con quạ này nó chết dữ đó là nó do cái quả của ác nghiệp. Vậy thì cái ác nghiệp xấu của nó đã tạo đó là gì? Có ai biết được không? Rồi các vị tỳ kheo mới tự nói đó là điều này chúng ta sẽ được biết rõ khi hỏi Đức Thế Tôn. Đó là cái nhóm tỳ kheo đầu tiên hướng về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhóm thứ hai cũng trên đường hành trình về chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng mà nhóm này đó thì đi bằng thuyền. Và khi mà thuyền đi giữa biển đó, thì bỗng nhiên đó, cái thuyền đó nó khựng lại, nó không có đi được nữa. Thì thời xưa đó, xin thưa quý vị, khi mà có một cái điềm lạ vậy đó,
Thì bây giờ đó mọi người cùng ở trong một cái đoàn đó, đó người ta nghĩ có lẽ ở trong đoàn này có một ai đó xấu số lắm, một ai đó là xui xẻo lắm. Cho nên nó mới khiến cho thần linh thượng đế gì trừng phạt, mới cho cái chiếc thuyền này không đi được. Và khi người ta đã hiểu tin như vậy, cho nên đó là người ta mới bốc thăm xem coi ai là người xui xẻo, ai là người đen đủ nhất. Thì xin thưa quý vị, bắt thăm cả ba lần thì cái thăm xấu, thăm đen đều rơi vào cái vợ của ông thuyền trưởng. Và cuối cùng ông thuyền trưởng buộc phải đưa ra cái mệnh lệnh là bỏ bà vợ xuống biển cho nhẹ thuyền, để thuyền đó đi. Bởi vì đó là trên thuyền không chỉ riêng có một mình bà vợ mà còn có rất là nhiều người nữa. Là vì đại cuộc, vì nhiều người, cho nên đó là ông thuyền trưởng buộc lòng phải ra cái lệnh đó. Thì khi mà bỏ bà ta xuống thì ông thuyền trưởng đó mới kêu mọi người đó là lột hết tư trang và buộc một cái vật nặng vào. Tức là lấy đá, lấy cát buộc cho người của cái cô đó để quăng xuống biển. Dạ, thì khi mà quăng xuống biển rồi bắt đầu tô đua cá rùa rồi nó bu tới. Nó cắn, nó xé. Thì bà con chư Phật tử chúng ta cũng biết cái hậu quả của cái cô đó sẽ như thế nào. Rồi đến cái chưa tăng mục kích vậy. Chưa tăng cũng khởi lên cái kinh cảm, ôi cái nghiệp ác đó, quả thật là nặng nề thay, khủng khiếp thay. Đến nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba đó là có 7 vị. 7 vị này trên đường đi về chùa Kỳ Viên yết kiến Đức Thế Tôn. Thì trên đường về đó trời men men tối, cho nên mới xin vào trong một cái ngôi chùa dọc đường để tá túc. Thì xin vào trong chùa đó, đó được chùa sắp xếp cho ở trong một cái hang động. Thì đến chập tối ngủ, chứ thì 7 vị này vào trong cái hang động đó ngủ đến chập tối, trời mưa. Thì bây giờ có một cái tảng đá đâu to lắm, nặng. Nó rớt xuống, nó chắn ngang cái hang mất. Làm cho các cái vị này đó đi ra đi vô không có được. Mặc dù đó được các sư chư tăng ni rồi bà con lối xóm gần gần đó, đó đến rất là đông để di dời cái tảng đá, nhưng mà tảng đá cũng không có di dời được. 7 vị này phải ở trong đó suốt 7 ngày, chịu đói, chịu khát. Và đến ngày thứ 7 đó, xin thú vị, tự nhiên cái tảng đá đó nó rời đi chỗ khác. Và đó cả 7 vị được thoát ra ngoài. Thì khi mà được thoát ra ngoài, các vị nó cũng khởi lên cái kinh cảm trí, sợ hãi đối với cái quả khổ luân hồi. Đối với cái mãnh lực của cái ác nghiệp. Thì xin thưa với bà con chư Phật tử, cái kinh cảm trí mà khởi lên nó khó lắm chứ không phải dễ đâu, xin thưa quý vị. Với ai mà túc duyên giải thoát đã thành mãn thì người đó khi chứng kiến các cái hiện tượng đáng khởi lên động tâm hay đáng khởi lên cái kinh cảm thì người đó mới có thể kinh cảm được. Mới có thể kinh cảm được. Chứ còn cái túc duyên giải thoát mà chưa có đủ đó, thì người đó sẽ trơ trơ bất động. Ở trong chú giải Pháp Cú, trong chú giải Y Tứ Vô Tha Ca đó, ở chương hay đó, ở trong đó nói có nhiều nhiều cách để mà mình khởi lên kinh cảm. Và những cái cách đó, đó, nếu những ai mà khởi lên được cái kinh cảm ký, chứng tỏ người đó đó đã tu rất là lâu đời rồi.
Dạ, đã tu rất là lâu đời rồi. Cho nên chúng ta thấy như là Bồ Tát cái Sĩ Đạt Ta đó, khi mà đi dạo bốn cửa thành thấy hiện tượng lão bệnh tử nè, thì mới khởi lên được cái sự rung động, mới khởi lên được cái sự kính cảm. Hoặc là thanh niên giác sáng thức dậy cái thấy cảnh ngổn ngang của các cung phi mỹ nữ, mới khởi lên cái kinh cảm. Thì những người mà tu lâu lắm rồi đó, thì gặp những cái cảnh vậy đó người ta mới khởi lên kinh cảm được. Thì cũng vậy, các cái vị tỳ kheo này là ta cũng đã tu lâu lắm rồi, cho nên đó là thấy những cái cảnh khổ mà chúng sinh đang gặp phải thì mới khởi lên cái kinh cảm được. Bắt đầu cả ba nhóm này mới tập hợp lại về đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày lên hết với Đức Thế Tôn đầu đuôi câu chuyện vậy. Xong mới hỏi ngài đó là do nhân gì duyên gì mà mới bị vậy. Thì nương theo cái lời họ hỏi đó của chư tăng, Đức Thế Tôn ngài mới trả lời là cái câu chuyện đầu á, cái câu chuyện đầu là cái con quạ mà nó bị thiêu đó. Đó là vào thời kỳ xa xưa. Thời kỳ xa xưa tức là thời kỳ quá khứ đó. Thì cái con quạ đó, nó đã tạo một cái nghiệp ác, cho nên nó phải bị chịu cái quả như thế này. Thì cái nghiệp ác mà nó đã tạo đó, chính là cái tiền nghiệp của cái con quạ đó đó, là một nông phu. Một nông phu nuôi dưỡng sai bảo con bò, nhưng mà con bò đó nó không có chịu nghe lời, nó cứ ì ạch lì lợm, đi chút rồi nó ngủ, bực quá đó. Bực quá đó cho nên anh ta đó mới lấy rơm quấn quanh cổ của con bò đó, rồi anh ta đốt lửa châm. Và do cái tâm trạng bực bội tức tối đó, anh ta đã làm cái việc đó, và việc làm đó khiến cho cái con bò nó chết. Cho nên với cái nghiệp đó đó, anh ta đã đọa xuống địa ngục, đã bị thiêu đốt rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái nghiệp nó vẫn chưa có hết. Cái quả của nghiệp nó vẫn chưa có hết. Đến kiếp hiện tại này tái sanh làm cái con quả và bị chết cháy ở trên hư không. Cái chuyện thứ hai cái chuyện thứ hai là vợ của ông thuyền trưởng bị cột đá cát vô để quăng xuống biển, nhưng chìm chết. Sở dĩ mà bị cái quả nghiệp đó, đó là vì đời xưa kiếp trước cái cô đó cũng là một cái người thiếu nữ có chồng. Cổ có một cái con chó. Cái con chó này nó rất là ái luyến cổ. Cổ đi đâu nó cũng đi theo hết. Nó đi kè kè ở bên chân vậy. Thì sở dĩ vậy đó là vì cái con chó này nè, lại là người chồng của cổ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên mới có cái sự ái luyến vậy. Thì cái do cái con chó nó cứ đi kè kè ở bên chân hoài vậy đó. Thì thành ra đó là một số người xấu đó, người ta mới gièm pha, ta nói vô nói ra. Thì phận làm đàn bà con gái mà, cho nên đó là cũng mắc cỡ, cũng bực bội, cũng tức tối. Nhưng mà không có biết làm sao để đuôi cái con chó này nó đi được. Nó cứ đi kè kè hoài vậy đó, cho nó không có xa rời cổ. Thì một lần đó khi mà cổ đem cơm ra cho chồng, cái bắt đầu cổ mới dụ con chó đến cái bờ sông. Cổ đã chuẩn bị cái bao cát rồi sẵn rồi. Chỉ việc con chó đó đến là cổ một đầu dây đó buộc sẵn vô trong cái bao đó rồi, còn một đầu dây còn lại đó cổ buộc vô cái đầu của con chó thôi.
thì cô chỉ cần đá nhẹ cái bao cát đó, cái bao cát nó rớt xuống dưới sông là nó nhấn chìm cái con chó này, nó chết chìm dưới. Dạ, cô đã làm như vậy. À, thì với cái tâm ác đó của cổ cộng cái hành động đó của cổ, con chó đã chết. À, do nhân đó, duyên đó đó, à, do cái nghiệp ác đó, đó mà cổ đã bị chết chìm, bị người ta giết theo cái kiểu đó, đó đã rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn chưa hết. Đến kiếp hiện tại này, cổ lại bị chết theo cái kiểu đó một lần nữa. À, cái duyên nghiệp thứ ba, duyên nghiệp thứ ba đó là bảy vị tỳ kheo bị kẹt ở trong cái hang núi chịu đói chịu khát trong bảy ngày. Đó là vì đời xưa kiếp trước, bảy vị tỳ kheo này là bảy mục độc, bảy người chăn bò. À, thì bảy người chăn bò này là bạn thân với nhau, chơi chung với nhau, cùng chăn bò. Lùa bò đến một địa phương này thì bảy ngày sau đó là đến một cái địa phương khác, rồi bảy ngày sau đến một địa phương khác, cứ thay đổi hoài hoài. Thay đổi hoài hoài. Thì một lần nọ cả bảy vị này mới trông thấy một con kỳ đà. Một con kỳ đà. À, cho nên đó cả bảy người đuổi định bắt. Thì con kỳ đà này mới chui vô hang, thì cái hang đó lại có bảy cái lỗ. Bắt đầu đó bảy người mới lấy bảy cái cây nhét vô bảy cái lỗ đó lại. Nghĩ đó là ngày mai cái con kỳ đà này nó sẽ mệt hay sao đó, mình rút cái cây đó ra mình có thể bắt được con kỳ đà đó. À, nhưng mà ngày mai đó thì là đến lúc phải lùa đàn bò đi đến một cái chỗ khác để mà kiếm ăn, thì bắt đầu các cái gì mình cũng quên. Thì 7 ngày sau đó mình có cái dịp lùa bò quay trở lại cái chỗ này ăn, thì đi ngang qua cái gò mối vậy nè mới chợt nhớ. À, thì ra đó là lần trước mình đã nhốt cái con kỳ đà đây, cho nên đó là các vị đó mới tới rút các cái cây đó ra. Thì lúc bấy giờ đó cái con kỳ đà nó ở trọng suốt 7 ngày trời, nó đâu có được ăn gì đâu, nó yếu đuối mệt mỏi, bắt đầu đó là lê lê bò bò từ từ đà. À, thì xin thưa quý vị đó, các vị này cũng là những cái người mà có tâm từ tâm bi đó. Thì khi mà thấy cái con kỳ đà nó yếu đuối, nó đi không có muốn nổi, nó gần chết vậy đó, bắt đầu mới khởi lên tâm từ thương, không có giết nữa. Xoa xoa cái lưng ấy thôi, mong cho chú mày sống được an vui khỏe mạnh, rồi bỏ đi. À, thì nhờ cái nghiệp mà không giết đó, đó thành ra đó là bảy người này mới không có bị đoạn nghiệp, không có bị nghiệp chết, không có bị nghiệp yếu. Nhưng mà vì do cái nghiệp nhốt đó, đó khiến cho người ta phải đói khát khổ sở đó, đó cho nên cả bảy vị này nhiều đời nhiều kiếp về sau tái sanh đó, kiếp nào ra cũng bị người ta bỏ đói 7 ngày. À, nhưng mà chưa có hết. À, cái quả nghiệp đó nó chưa có hết, cho nên đến kiếp này làm tỳ kheo đó, thì cũng phải bị nhốt ở trong cái hang động để chịu đói chịu khổ 7 ngày. Rồi sau khi mà Đức Thế Tôn ngài giải bài nguyên nhân sâu xa nhân quả nghiệp ác của những cái câu chuyện hiện tượng mà chư tỳ kheo trình bày lên Đức Thế Tôn, thì bây giờ có một cái vị tỳ kheo mới hỏi, mới thưa rằng: nói bạch ngài, nếu vậy đó thì khi mà con người đã tạo nghiệp ác rồi đó, thì dầu cho bay lên trời, lặn xuống nước, hoặc là vào ở trong hang động, thì cũng không có thoát khỏi được cái quả, cái nghiệp ác đó, phải không? Đức Thế Tôn ngài mới nói, ngài nói này các tỳ kheo, đúng vậy đó. Bất cứ nơi đâu, như trên trời, cũng không có cái chỗ trú để tránh khỏi quả của cái ác nghiệp. Sau khi nói vậy, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết câu kệ: Na antalikhe na samudamache na papata năng quý quá răng pavisa na wichate so chagatip padeso yathathito mucchaya papakama. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi,
không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Trốn được quả ác nghiệp. Như vậy thì cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta hiểu về nhân quả nghiệp báo. Dạ, nhân quả nghiệp báo. Gieo nhân thì phải gặt quả. Dạ, gieo gieo nhân thì phải gặt quả. Mà qua duyên sự đó, thì ở đây câu kệ này dạy cho chúng ta về nhân quả nghiệp báo xấu. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo này đó, xin thưa quý vị, có hai loại đó. Vừa xấu, có xấu nè, có tốt. Dạ, có xấu, có tốt. Chúng ta có thể mường tượng hiểu ra đó là mình mà trồng cái loại gì đó, mình mà trồng cái loại gì đó, thì mình sẽ được hoặc là bị kết quả của cái loại mà mình trồng đó. Dạ, mà mình trồng đó. Bây giờ chúng tôi mới thời gian còn ít quá. Chúng tôi mới dùng cái sự hiểu biết của mình để trình bày rộng sâu ý nghĩa của cái câu kệ này đến bà con chư Phật tử chúng ta trong vòng chắc chừng khoảng 20 phút. Thời gian chúng ta sinh hoạt đó là còn khoảng 17 phút là hết thời gian, thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày sao cho nó cô đọng nhưng mà cũng đủ ý nghĩa để hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta, những ai có cái tri kiến tương đồng với chúng tôi sẽ hiểu và tin, rồi từ đó ứng dụng vào trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ có được cái phước. Và tối thiểu nữa đó, tối thiểu nhất đó, thì cũng khiến cho cái chánh tri kiến về nhân quả nghiệp báo của chúng ta đó được sâu sắc, được bén nhạy hơn. Để hiểu cái câu kệ này đó, trước hết chúng ta hiểu ra Đức Thế Tôn Ngài dạy có 5 định luật. Đây là 5 quy luật tự nhiên ở trong trường bộ kinh. Chú giải trường bộ kinh. 5 định luật hay là 5 quy luật tự nhiên đó là gì? Thứ nhất đó là định luật về thời tiết. Thứ hai, định luật về chủng tử. Thứ ba, định luật về tâm. Thứ tư, định luật về nghiệp. Và thứ năm, định luật về pháp. Định luật về thời tiết. Thời tiết đó, thì có những nơi một năm nó có 4 mùa, có những nơi một năm có 2 mùa. Mùa mưa, mùa nắng, hay là xuân hạ thu đông, hay là mưa nắng nóng lạnh, là thời tiết ở Ấn Độ đấy, xin thưa quý vị. Thì đó là cái quy luật tự nhiên của vũ trụ, chứ không có ai làm khác được, không có ai cải sửa, không có ai làm cho nó thay đi được. Như ở Ấn Độ đó, một năm có 3 mùa vậy đó. Mưa, nóng, lạnh, không có thay đổi được. Ở miền Nam Việt Nam đó thì là mùa mưa nè, mùa nắng nè, không thay đổi được. Rồi có những xứ đó thì là xuân hạ thu đông, không thay đổi được. Thì đó là một cái quy luật. Cái quy luật thứ hai đó, quy luật về chủng tử. Chủng tử ở đây đó là cái chủng tử của các loại hạt. Giống chua, giống ngọt, giống cay, giống đắng. Thì chua đó nó ra chua, ngọt nó ra ngọt, cay ra đắng ra đắng. Chứ bây giờ mình không có thể thấy nó làm cho nó khác đi được. Chua thành ngọt, ngọt thành chua, cay thành ngọt, đắng thành ngọt cũng được. Và không có ai làm khác được. Cho nên mới gọi là quy luật tự nhiên hay là định luật. Thứ ba là định luật về tâm thức. Thì cái dòng tâm thức của chúng hữu tình, để xin thú vị, nó có sanh là nó phải diệt. Sanh diệt nó cứ tiếp nối nhau. Cái tâm trước nó diệt đi, nó trợ cho cái tâm sau sanh lên,
thì cái quy luật sanh diệt của dòng tâm thức đó cũng không có ai có thể thay đổi được. À, không ai có thể làm cho nó khác đi được. Quy luật thứ tư là quy luật về nghiệp. Nghiệp ở đây đó là có điều kiện thì sẽ dẫn đến có kết quả. Có nhân thì sẽ dẫn đến đó là có quả. Nhân xấu thì phải bị quả xấu, nhân tốt thì được quả tốt. Chứ không có ai đó mà làm khác đi được. Một người sống ác nè, sống xấu nè, thì người đó đó không thể nào đó mà có thể có được một cái kết quả tốt đẹp. Và đó là một cái quy luật không có ai đó có thể cải sửa thay đổi được. Chúng tôi nói không có ai có nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong tam giới này không ai có cái khả năng mà thay đổi những cái quy luật này. Ở quy luật thứ tư đó là quy luật về pháp. Thì quy luật về pháp ở đây mình hiểu đó là cái quy tắc, quy luật vận hành của pháp hữu vi. Của cái pháp hữu vi, mỗi mỗi loại pháp đó nó đều có cái đặc tính tướng trạng riêng. Và nó tùy vào cái nhân, cái duyên của nó để nó sanh, nó diệt. Chứ cũng không có ai có một cái khả năng, một cái quyền hạn để tác động, để làm cho nó thay đổi đi được. Là không có ai có thể điều phối nó được. Thì trong năm cái quy luật tự nhiên này nè, năm cái định luật này nè, chúng ta thấy có một cái quy luật, cái định luật đó là Kamma Niyama, là quy luật định luật về nghiệp. Quy luật định luật về nghiệp là sao ạ? Là mình gieo cái nhân nào thì mình phải bị hoặc là được cái quả đó. Thì được hay bị cái quả đó là do tự bản thân của mình, chứ không có do ai cho hoặc là gán ép cả. Không có ai cho hoặc gán ép cả. Vậy thì ở đây đó chúng ta hiểu ra là nghiệp là gì? Kamma. Kamma. Thì Kamma này Đức Thế Tôn ngày dạy là chê ta năng phích khẩu quê cam măng quá đa mi. Này các tỷ kheo, Như Lai gọi chê ta na là nghiệp. Vậy thì chê ta na là gì? Chê ta na ở đây đó quý vị bà con, chứ chúng ta đọc sách đó thì có khi đó thì rất là dễ nhầm lẫn. Chê ta na này có khi người ta dịch là tác ý, chê ta na này có khi người ta dịch là tư, chê ta na này có khi người ta dịch là cố ý. Cố ý. Vậy thì cái chê ta na này mà mình hiểu cho nó đúng thì là làm sao? Chê ta na đó là một khi mình nói ra mà có cái chủ đích. Có cái chủ đích, có cái dụng ý ở trong cái lời nói đó, đó thì đó gọi là. Và thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, khi mình nói ra đó, có khi nào mà mình một lời nói mình nói ra đó mà không có chú ý, không có mục đích không? Không. Không, xin thưa quý vị, dù cho nói chơi đó thì cũng có mục đích, cũng có dụng ý. Thành ra đó là khi mà mình nói ra nè là mình đang tạo nghiệp hoặc là đã tạo nghiệp. Khi mình làm, làm tức là mình dùng cái cơ thể thân này nè, mình làm, thì đó là mình đang tạo nghiệp hoặc là đã tạo nghiệp. Khi mình suy nghĩ, cái đầu óc của mình, não trạng của mình nó hoạt động, thì lúc đó là mình đang tạo nghiệp hoặc là đã tạo nghiệp. Nghiệp là vậy đó, xin thưa quý vị. Nghiệp là việc làm của thân, của khẩu, của ý. Khi nào thân, khẩu, ý mà hoạt động thì ngay khi đó mình đang tạo ra nghiệp. Dạ, đang tạo ra nghiệp. Và thân, khẩu, ý đang hoạt động đó, đó mà hướng đến có lợi cho mình, có lợi cho người khác. Tức là có cái dụng ý, có cái chủ đích đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì đó là nghiệp thiện. Còn ngược lại là nghiệp xấu, nghiệp ác. Nghiệp xấu, nghiệp ác. Thì mỗi một loại nghiệp dẫn đến một cái kết quả tương ứng. Nghiệp
xấu thì cho quả khổ, nghiệp tốt nghiệp lành thì cho quả vui. Để cho quả vui, cho nên mình gieo cái nhân nào đó thì mình sẽ phải gặt cái quả đó, gặt cái quả đó. Thì ở đây đó mình phải hiểu thêm một điều nữa nè, là tùy thuộc vào mình gieo nhân gì, khi gieo đó cái tâm trạng của mình ra làm sao thể hiện trên cái cách gieo đó, rồi đối tượng được gieo hoặc bị gieo đó, nó sẽ cho mình ra một cái kết quả tương ứng. Chúng tôi mới đưa ra một số các cái ví dụ như này. Ví dụ như bây giờ mình gieo một cái hạt xoài, và gieo một cái hạt xoài đó xin thú vị, thì bây giờ đó mình phải ráng cố gắng đó, là mình phải lựa chọn cái hạt xoài đó sao cho nó hạt xoài tốt mà. Sau khi có cái hạt xoài tốt rồi đó, thì nếu mà mình gieo bằng cái tâm trạng đó là vui vẻ tích cực này, thì khi mà mình vui vẻ tích cực vậy thì cái cách gieo đó của mình nó cũng sẽ đúng đắn, hợp khoa học. Rồi gieo vào trong cái mảnh đất tươi tốt, thì thử hỏi quý vị, cái hạt xoài đó có lên cây giống, có cho ra quả tốt đẹp không? Có, chắc chắn điều đó. Nếu như đó cái hạt xoài đó mà mình không có lửa, mình nhầm đại cái hạt nào cũng được, và rồi mình gieo bằng cái tâm trạng đó là có khi đó là không có vui nè, có khi bực bội nữa, gieo đại nó cả, thì lúc đó đó có thể đó cái mảnh đất đó đó là mảnh đất cằn cỗi nè, có thể cái mảnh đất đó là mảnh đất tốt đi, thì xin thưa quý vị đó, cái cây xoài đó nó cũng không có thể tốt được, và nó không có cho ra quả sum xê được. Như vậy nó tùy thuộc vào điều kiện thì đó nữa đó, thì nó mới cho ra cái kết quả thù thắng hay là cái kết quả không thù thắng. Đó là đối với cái việc chúng ta gieo hạt cây, đối với cái việc chúng ta gieo nhân phước hoặc là nhân tội, thì nhân phước đó nó có nhiều nhân hay sinh thú gì. Chúng ta có thể nói đó là nhân phước ở đây đó là mình có thể đại loại như là 10 nhân phước mà. Thập phúc hành tâm đó xin thú vị. Nhưng mà trong 10 nhân phước đó, bắt đầu mình mới chỉ ly ra nữa thì ôi nó vô và nhiều nhân lắm xin thú vị. Nội trong bố thí thôi này thì nó đủ nhân cái trọng. Bố thí y phục nó khác, bố thí tiền bạc nó khác, bố thí vật thực nó khác, bố thí nhà cửa nó khác, bố thí các cái phương tiện nó khác. Mỗi loại bố thí đó là một nhân, một cái hạt. Mỗi một cái hạt nhân mà mình gieo đó, xin thưa quý vị, mình cũng phải chắc lọc. Ví dụ như mình bố thí tiền bạc, mà tiền bạc là một cái hạt nhân, có tiền tỷ trong tay đó mà mình bố thí tiền trăm ngàn, như vậy là cái hạt nhân đó mình không có được chắc lọc. Thì cái hạt nhân đó nó phải được chắc lọc, và nó dựa vào cái tâm trạng của mình, quan hỷ nè, hiểu biết đến đâu, từ chỗ đó đó mà nó hỗ trợ cho cái cách làm đó của mình, đó là có cung kính, có nghĩ về tương lai, có nghĩ đến làm lợi cho đối tượng hay không. Rồi từ cái đó đó bắt đầu là gì, mới hướng đến gieo vào đối tượng nào, gieo vào đối tượng nào thì cho cái kết quả thù thắng. Kết đối tượng này ha, mà vô tham vô sân vô si nè, thì kết quả thù thắng. Đối tượng đang đi trên con đường để đạt đến vô tham vô sân vô si là có kết quả thù thắng, đã có kết quả thù thắng đó. Thì nó tùy thuộc vào cái điều kiện, cái nhân vậy đó, để cho mình có cái kết quả thù thắng. Thì đó là đối với cái nhân lành nhân tốt. Nhưng mà còn đối với nhân xấu nhân ác, nhân xấu nhân ác đó là sát sanh nè, là hạt, nói láo là hạt, trộm cắp là hạt, thì hạt, các cái hạt đó đó mình chỉnh chu, mình chọn lọc, chỉnh chu chọn lọc xong rồi dựa vào cái tâm trạng của
mình như thế nào để có cách gieo và gieo vào ở đối tượng nào. Qua ba câu chuyện đó đó, khi nãy trình bày cái duyên sự kể cho quý vị nghe, chúng tôi nhấn đến cái tâm trạng của từng người. Ai cũng vậy, ai cũng vậy, bằng một cái tâm trạng đó là bực bội nè, tức tối nè, ép cái đối tượng đó vào chỗ chết. Đó là tâm trạng sư tu gì. Và từ tâm trạng đó đã dẫn đến họ có cái cách làm, là cách làm triệt để ép đối tượng vào chỗ chết, không cho thoát. Và may mắn cho họ đó, xin thưa quý vị, các cái đối tượng mà họ giết đó, các cái đối tượng mà họ giết, họ làm hại đó, là súc sinh. Đó là súc sinh, đó là chúng sinh, mình có thể nói là chúng sinh không có giới, không có giới đức, chúng sinh không đang đi trên con đường để loại trừ tham sân si. Chứ còn nếu như đó mà họ vương vào cái đối tượng đang đi trên đường từ bỏ tham sân si nè, hoặc là đối tượng không còn tham sân si đó, thì cái quả báo mà họ phải chịu đó nhiều nhiều lần nữa. Dạ, nhiều nhiều lần nữa, chứ không có bảy, không có phải đó là chỉ bảy lần hay là chỉ ba chục lần đó đâu. Mà có khi nó lên đến là cả triệu lần, cả tỷ lần. Chúng ta phải nhớ và phải hiểu ra được này. Cái hạt mà dựa vào cái nhân mà mình làm đó đó, rồi cái tâm thức như thế nào, đối tượng đó ra làm sao, thì nó cho ra kết quả nhiều hoặc là ít. Hoặc là ít. Thì dựa vào cái công thức này, bây giờ chúng ta mới hiểu nó qua một số các cái ví dụ ở đời, cũng như đó là ở trong kinh sách. Ở đời chúng ta thấy đó là có những người mà sống ác hết, xin thú gì, lừa gạt người ta nè, tham nhũng nè, giết hại nè, tưởng đâu là trốn chỗ này trốn chỗ kia ra là an ổn. Phạm tội ở Việt Nam nè, lường gạt nè, tham nhũng Việt Nam, rồi có bắt đầu đó định đi chạy sang chỗ khác, nước khác trốn, thì nghĩ ra là êm xuôi êm chuyện, thử hỏi quý vị có được không? Không, chúng ta đọc ở trên sách báo, coi trên TV đó, chúng ta thấy đâu có được đâu. Cũng bị